Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại channel của mình. Thì ở video ngày hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn cách mà cài đặt cái hạn mức chuyển tiền trên ứng dụng Vietcombank trên một ngày ấy. Thông thường thì để mặc định thì họ cho mình chuyển khoảng 100 triệu trên một ngày. Nhưng mà các bạn có thể cài lên cái hạn mức là 200, 300, 500, thậm chí là 1 tỷ trên một ngày. Nhưng mà để cài cái đấy thì trước tiên các bạn là phải cài đặt cái Smart OTP. Thì cái bước đấy thì các bạn thì vào YouTube các bạn xem video trước của mình. Các bạn vào YouTube thì các bạn đánh chữ là cách cài Smart OTP Channel 2. Channel 2 là kênh tên kênh của mình, thì các bạn đánh cho nó danh nhanh. Đây, trước tiên thì các bạn cài cho mình cái này nhé. Các bạn xem video, các bạn cài theo cái video này của mình nhé, video đầu tiên này. Còn bây giờ trở lại đến cái phần mà cài cái hạn mức chuyển tiền trên một ngày thì mình quay lại ở ứng dụng. Rồi mình đăng nhập vào ứng dụng. Ở đây là cái giao diện chính của ứng dụng Vietcombank. Thì các bạn nhìn thấy cái bánh xe này nhé. Muốn cài được cái hạn mức chuyển tiền, các bạn vào bánh xe cho mình. Bánh xe tức là cài đặt đấy. Thì ở đây nó ra cái hộp thoại để mình cài đặt. Thì các bạn nhìn ở bên dưới này, nó có hai cái chấm thế này, để mình gạt sang, các bạn gạt này sang cái trang cuối của nó. Đây, các bạn gạt. Thì ở video trước mình đã hướng dẫn cho các bạn cách mà cài đặt cái VCB Smart OTP này. Các bạn là bắt buộc phải cài được cái này thì các bạn mới cài cái này nhé. Thì video trước mình đã làm rồi. Nếu bạn nào mà chưa biết cách cài cái Smart OTP, các bạn có thể vào YouTube các bạn ghi là cách cài Smart OTP và đánh cách ra, ghi tên kênh mình là Channel 2 thì nó sẽ ra cái video trên đầu tiên tìm kiếm cho các bạn xem. Còn khi đã có cài cái này thành công rồi ấy, thì các bạn vào đây để mà cài cái hạn mức chuyển tiền trên một ngày, các bạn hiểu không? Tức là trên một ngày và mặc định của Vietcombank sẽ cho ông ta chuyển là 100 triệu, nhưng các bạn muốn chuyển nhiều hơn nữa thì các bạn vào đây các bạn cài lại cái hạn mức. Bây giờ mình vào mình thiết lập các bạn xem. Đây là cái mặc định của mình đang để ở chế độ 500 triệu trên một ngày. Còn bây giờ thì mình sẽ làm cái mức khác cho các bạn xem. Đây, các bạn xem cái chỗ này, hạn mức thay đổi. Các bạn vào cái mũi tên này. Ở đây nó đưa ra cho mình những con số là 50 triệu, 100 triệu, 300 triệu và 1 tỷ. Đấy, các bạn thấy chưa? Và 1 tỷ. Còn 500 triệu mình đang để rồi thì tất nhiên là đã để rồi, ở đây nó không hiện nữa. Giờ mình đổi sang 300 triệu các bạn xem nhé. Mình muốn nâng lên đến mức là mình chuyển tiền là 300 triệu cho một ngày. Mình vào đây. Thì ở đây thì nó đang hiện cái màu trắng là cái hạn mức hiện tại mình đang để là 500 triệu. Bên dưới là cái màu xanh, tức là bây giờ mình thay đổi thành 300 triệu. Các bạn chọn được thì các bạn vào chỗ tiếp tục. Đây, nó hỏi mình như này, hỏi là quý khách đã kiểm tra thông tin giao dịch đã khởi tạo. Mình kiểm tra thấy đúng rồi, hạn mức 300 triệu, mình đồng ý, mình ấn tiếp tục. Thì đây thì nó yêu cầu là nhập cái mã Smart OTP mà mình đã tạo đấy, mà ở video trước mình đã hướng dẫn ấy. Thì các bạn chỉ cần nhập cái mã vào đây là ok. Thì cái mã này thì mình cũng không thể tiết lộ các bạn được, nên mình cũng có nhập thì mình cũng sẽ che, các bạn không nhìn được. Thì mình chỉ hướng dẫn đến đây thì mình xin kết thúc. Còn các bạn là cứ nhập cái mã vào đây, nhập vào cái dòng này rồi các bạn ấn tiếp tục là đã lưu cho mình cái hạn mức chuyển tiền trên ngày. Thì rất là đơn giản, nhưng mà chắc chắn là các bạn bắt buộc các bạn phải cài cái Smart OTP như mình đã hướng dẫn ở video trước. Thì đến cái video này, cái khâu này nó mới cho mình làm nhé. Thôi, video mình cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo. Trân trọng cảm ơn.